Xin chào quý chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay bên em thì vừa về một chiếc xe Land Cruiser Prado nhật và vừa cập nhật vừa về đến đại lý, thì em sẽ làm video giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này. Thì Prado được phân phối ở thị trường Việt Nam là phiên bản nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá niêm yết là 2.548.000.000 và có bề ngoài của nó là bằng màu trắng ngọc trai. Màu trắng ngọc trai thì sẽ cao hơn các phiên bản khác là 11 triệu, có giá niêm yết là 2.559.000.000 và đang có sẵn tại Toyota Bắc Ninh. Chiều dài tổng thể chiếc xe này là 4m8 và chiều rộng là 1885mm, gần đến 1m9 và chiều cao là cũng xem khoảng đấy, 1890mm, khoảng tầm 1m9. La răng thì là la răng khoai xước, có kích thước là 19 inch. Như anh chị thấy ở phần đầu xe này thì có là logo 3D và nó đồng nghĩa với nó sẽ có cái chức năng toa sức đi sen, và bên dưới của nó sẽ có hệ thống cam 360 ở đây. Và ở bên cạnh hệ thống đèn thì anh chị sẽ thấy là hệ thống sửa đèn. Ngoài ra thì chiếc xe này được trang bị hệ thống đèn full LED, có projector và hệ thống đèn sương mù và đèn LED. Ở phần thân xe thì la răng là 19 inch đấy ạ. Camera ở phần gương xe đã được để rất gọn trong cái hệ thống camera 60. Giá nóc thể thao, đuôi gió. Và đây là phần đuôi xe. Chúng ta sẽ đi một chút vào phần nội thất. Chiếc này thì là nội thất màu kem. Có nội thất màu kem và có tay lái là bọc gỗ. Ở trên Toyota Land Cruiser Prado thì được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense và được điều chỉnh ở trên vô lăng. Còn ngoài ra thì có lấy chuyển số sau vô lăng này, có ga thích ứng. Trên xe thì nội thất được gương thì vẫn là gương 2 chế độ. Còn ngoài ra thì có cái màn hình màu TFT ở đây và màn hình JBL. Đồng nghĩa với cả hệ thống loa ở trên xe là có, đặc biệt là trên xe này là có hệ thống 14 loa JBL. Màn hình cảm ứng này thì có kích thước là 9 inch. Tất cả cửa đều là tự động hết rồi. Phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ, bởi vì đây là một chiếc thiên về off-road nên là vẫn dùng phanh tay cơ. Điều hòa thì có điều hòa 3 vùng tự động. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ cho anh chị về chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado và 2021. Nếu anh chị nào có cần nhu cầu qua xem xe hay là tham khảo về chính sách bán hàng hay là lịch xe như thế nào thì alo em qua cái số hotline để trên màn hình nhé. Hẹn anh chị ở video lần sau.